Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo ở trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn về cái dự án Velo. Thì đây là một cái chương trình gì cho asset trị giá là 1.000 đô la. Và mình cũng đã chia sẻ cho các bạn ở trên kênh cũng khá là nhiều cái video hướng dẫn cho các bạn làm nhiệm vụ. Thì nay thì đã có cái thông tin chính thức ở trên cái sàn OKX cũng như là trên dự án Velo về cái việc mà đồng Velo này sẽ chính thức được niêm yết trên sàn OKX. Cuối video thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm cái nhiệm vụ cuối cùng, đó là cái nhiệm vụ về sàn OKX nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái nhiệm vụ để chúng ta min cái con NFT này. Thì những cái bạn nào mà không tham gia, chưa tham gia và bây giờ chúng ta mới tham gia thì mình cũng khuyên các bạn thì tạm thời chúng ta không làm cái kèo này nữa. Bởi vì đây là cái giai đoạn nó cuối cùng rồi và nó còn cái kèo này nó khá là nhì nhằng và làm rất là nhiều các cái nhiệm vụ. Thì bây giờ các bạn làm thì nó cũng là muộn rồi. Thì mình cập nhật cho các bạn cái thông tin thì ở cái dự án Velo nhé, thì sẽ cái đồng Velo mình sẽ được chính thức là được niêm yết ở trên sàn OKX. Mã thông báo của Venom Network chuỗi khối lớp 0 sẽ được xây dựng và đại chúng được liệt kê trên sàn OKX, gửi tiền sẽ mở và giao dịch giao ngay lúc 8 giờ sáng ngày 25 tháng 3, tức là 15 giờ chiều ngày 25 tháng 3 các bạn nhé. Thì đây cũng là một cái tín hiệu khá là tốt cho một cái dự án mong mỏi chờ đợi của bao nhiêu người khi tham gia vào cái dự án này. Và hôm nay thì cũng đã có cái thông tin chính thức. Tuy nhiên thì ở đây họ có ghi là tiền gửi sẽ mở vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 3. Tuy nhiên thì mở rút bao giờ và chương trình airdrop thì cho chúng ta rút từ khi nào thì ở trên này thì dự án không nói, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về cái thông tin dự án này. Một cái bài tít nhé, cách đây là 22 phút này thì ngày này sẽ đến rồi, mã thông báo Velo sẽ xuất hiện hoành tráng ở trên OKX vào thứ hai tuần này, vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, và hãy sẵn sàng cho một cuộc hành trình hoành tráng. Phần thưởng chiến dịch niêm yết OKX tham gia lễ kỷ niệm trên OKX, đi sâu vào Velo Network và hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản. Đây là một cái nhiệm vụ cuối cùng. Vui lòng gửi ID của người dùng OKX và địa chỉ tiền gửi OKX Venom của bạn để đủ điều kiện nhận phần thưởng. Thì mình nghĩ cái này thì các bạn tham gia ai cũng tham gia được này, kể cả bạn chưa tham gia chúng ta cũng lên tham gia vào cái phần nhiệm vụ này. Phần thưởng chiến dịch niêm yết nhé, tiêu chuẩn phần thưởng này, tất cả những người đã đồng hành cùng chúng tôi trong chặng đường dài này để có thể tham gia vào lễ hội chiến dịch niêm yết của chúng tôi, tổng giải thưởng là 10 triệu mã thông báo Velo dành riêng cho những người đã hoàn thành nhiệm vụ OKX. Bạn sẽ là một trong những người may mắn trên TGE. Và hơn sớm nữa là giữ nguyên chương trình khuyến mãi khuyến khích cộng đồng của chúng tôi và ra mắt sau mạng chính chỉ trên Velo Network. Đừng bỏ lỡ hành động hành trình của bạn ở Velo bắt đầu ngay bây giờ. Đó thì ở trên đây là cái phần mà thông tin về cái nhiệm vụ nhé. Nhưng mà dự án thì cũng chưa nói đến cái việc mà khi nào mà mở cho chúng ta rút phân phát hành thì ai giúp này, thì đây mới là cái điều mà tất cả người dùng tham gia đều mong đợi. Thì dù sao thì chúng ta cũng vẫn phải hoàn thành cái nhiệm vụ này, có lẽ là cái nhiệm vụ này sẽ là cái nhiệm vụ cuối cùng và cũng khá là dễ thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách hoàn thành cái nhiệm vụ này. Thì các bạn copy cho mình cái chữ cái trang nhé, velom.net đó, các bạn kích ra này, sau đó thì các bạn copy cho mình, sao chép cho mình cái liên kết này đó, và các bạn tải cho mình cái app One App nhé, One App này đó, các bạn tải cho mình cái app này đó. Thì các bạn mở nó lên, các bạn mở lên thì nó sẽ có cái giao diện, nó là một cái ví Velo như thế này. Những bạn nào mới tham gia thì các bạn sẽ tạo một cái ví và lưu cái mã cây nhé, còn mình đây là tạo rồi. Những bạn nào tham gia rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ biết cái giao diện này. Thì các bạn nhấn vào cái phần trình duyệt ở đây, đây cái phần trình duyệt qua quả cầu nhé, đấy các bạn dán vào cái link vào đây này. Đó, các bạn dán link vào đây và các bạn lưu ý là chúng ta phải có sàn, tài khoản của sàn OKX nhé. Và các bạn nếu chưa có sàn OKX thì chúng ta có thể đăng ký một tài khoản sàn OKX bằng cái link mình để dưới phần mô tả. Đó, khi có giao diện như thế này thì các bạn sẽ kích vào cái nút này cho mình này, đây các bạn kích vào đây thì sẽ dẫn chúng ta đến cái phần mà trung tâm nhiệm vụ nhé. Thì ở đây thì mình min được khá là nhiều cái NFT và còn ba cái nhiệm vụ cuối cùng này, thì ba cái con NFT cuối cùng này thì mình không làm, do là khó làm quá cho nên là mình không hoàn thành. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn min cái con NFT cuối cùng, đó là cái con OKX này. Thì các bạn kích vào cái phần nhiệm vụ này cho mình này,
Đó thì cái hoàn thành cái nhiệm vụ này thì các bạn cần phải là có cái tài khoản OKX nhé. Rồi các bạn kéo lên này. Rồi các bạn kéo lên. Chúng ta sẽ hoàn thành hết nhiệm vụ, sau đó thì chúng ta quay trở lại chúng ta min. Các bạn kích vào đây, chúng ta sẽ follow Twitter. Đấy, chúng ta sẽ follow Twitter của trang sàn OKX nhé. Nếu như các bạn min rồi, các bạn follow rồi thì các bạn back lại cho mình. Các bạn quay trở lại thì các bạn kích vào nút check cho mình xem là cái nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành chưa. Nó báo là cái nhiệm vụ này của bạn đã hoàn thành thì các bạn đã hoàn tất xong rồi nhé. Tiếp theo đến cái nhiệm vụ nữa đó là chúng ta đăng ký tài khoản sàn OKX và sau đó chúng ta sẽ nhấn check. Các bạn cứ kích vào đây. Đó, sau đó các bạn back lại. Back lại thì các bạn nhấn check cho mình. Check xem cái nhiệm vụ này có hoàn thành chưa. Chúng ta đã đăng ký chưa nhé. Rồi, thì cái nhiệm vụ này cũng đã được xác minh này. Tiếp đến cái nhiệm vụ cuối cùng. Các bạn kích vào đây. Đó, ở đây thì các bạn sẽ điền cho mình cái UID của sàn OKX nha. Các bạn lên trên sàn OKX. Các bạn đăng ký tài khoản thì nếu chưa có tài khoản thì các bạn đăng ký tài khoản nhé. Sau đó thì các bạn kích vào đây này. Đó, tiếp theo thì các bạn sẽ kích vào cái nút ở đây. Sẽ chuyển chúng ta đến cái khu vực của chúng ta. Đây các bạn copy cái UID của sàn OKX này. Đó, các bạn dán vào đây thôi. Nếu như các bạn trúng thưởng thì nó sẽ gửi cho chúng ta cái đồng Vlom này vào trực tiếp vào cái sàn OKX. Bên dưới là các bạn điền cho mình cái địa chỉ của cái đồng Vlom ở trên sàn OKX. Đó thì các bạn mở cho mình cái sàn OKX ra này. Các bạn nhấn vào tài sản nhé. Tiếp theo các bạn nhấn vào Funding. Ở đây thì đây ở đây thì các bạn kích vào cái phần mà cái nút này. Các bạn gõ cho mình chữ Vlom. Bây giờ đã có ở trong ví rồi. Đây các bạn bấm vào đây này. Các bạn nhấn vào nạp tiền mã hóa nhé. Các bạn nhấn vào Vlom, mạng Vlom luôn. Các bạn copy cho mình cái địa chỉ này. Đó, các bạn đừng copy sai. Đây các bạn dán vào đây cho mình. Rồi sau đó thì các bạn nhấn đôn. Đây các bạn nhấn đôn cho mình. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong về cái phần mà nhiệm vụ. Ở đây thì mình lâu quá nên là bắt đăng nhập lại nhé. Mình sẽ gửi lại này. Ok, như vậy là cái nhiệm vụ cuối cùng đã xong nhé. Thì nó sẽ hiện lên cái chữ min ở đây, hoặc các bạn có thể kích min bên dưới này. Đó, như mình ở đây sẽ nhấn min này. Nó sẽ kết nối với cái ví Vlom của mình và nó sẽ yêu cầu chúng ta là có một cái phí là 0.00294 lôm. Lôm đây là Vlom testnet nhé các bạn nhé, không phải là Vlom có giá trị đâu. Vlom này là do là các bạn có thể là forset hoàn thành nhiệm vụ mạng xã hội để chúng ta forset cái claim cái Vlom miễn phí này. Thì những ai làm nhiệm vụ thì các bạn mới biết được cái đồng Vlom này, còn những bạn nào bây giờ mới tham gia thì các bạn sẽ không thể biết được cái đồng Vlom này. Rồi ok, như vậy là đã min thành công nhé. Min thành công rồi. Đó thì nó sẽ hiện cái NFT OKX ở đây. Đó. Rồi như vậy là mình đã min thành công. Mình sẽ quay trở lại cái trang chủ nhé. Mình sẽ dán cái trang chủ vào đây. Mình sẽ truy cập lại này. Đó và xem cái danh sách các NFT mà mình đã min được nhé. Rồi như vậy thì là sẽ là cái min NFT OKX này. Đó. Nó là cái NFT mà mình vừa ấy min xong thì nó đã sẽ nằm ở góc này các bạn nhé. Và còn hai cái nhiệm vụ cuối cùng thì mình cũng rất là lười làm, mình cũng không làm nữa. Đây các bạn nhấn vào cái phần nhiệm vụ này. Đây các bạn kích vào đây này. Chúng ta sẽ xem các cái nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa làm. Thì ở đây họ đóng hết những cái nhiệm vụ rồi, không cho chúng ta làm nữa. Còn hai cái NFT cuối cùng sẽ không còn cái nhiệm vụ để cho chúng ta làm. Rồi, ok thì cái nhiệm vụ này khi nào có cái thông tin trả thưởng thì mình sẽ cập nhật với các bạn về sau, hoặc là có cái thông tin trả iJob thì mình sẽ cập nhật với các bạn ngay lập tức để cho các bạn nắm được cái thông tin. Video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.